Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ vừa công bố kết luận lớp xe ô tô được trợ giá của Việt Nam gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp Mỹ. Cách đây một tháng, Bộ Thương mại Mỹ DOC nhận định sản phẩm lớp xe hơi và xe tải hạng nhẹ của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ được trợ giá một cách không công bằng do sự định giá thấp tiền tệ của Việt Nam. Cuộc điều tra về chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm lớp xe Việt Nam được DOC khởi xướng tháng 6 năm ngoái. Trong thông cáo báo chí hôm 23 tháng 6, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ nói, sản phẩm lớp xe hơi và xe tải hàng nhẹ nhập từ Việt Nam mà DOC đã xác định là được bán ở Mỹ với giá thấp hơn thị trường là không đáng kể, nhưng khẳng định ngành công nghiệp Mỹ bị thiệt hại nghiêm trọng do nhập khẩu lớp xe từ Việt Nam. Theo kết luận của Ủy ban, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ban hành lệnh áp thuế chống trợ cấp bán phá giá đối với các sản phẩm này nhập từ Việt Nam. Việt Nam từng bị liệt kê vào các nước thao túng tiền tệ dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng tháng 4 năm nay đã được ra khỏi danh sách này. Hà Nội quả quyết chính sách tiền tệ của họ không nhằm cạnh tranh thương mại không công bằng với Hoa Kỳ.